Anh từng là cầu thủ của Cảng Sài Gòn trước đây khi chỉ vừa bước sang tuổi 18. Nhưng những bước ngoặt và quan trọng là cơ duyên đã khiến anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của giới bida carom trong nước và quốc tế. Hôm nay tôi sẽ đưa ra những cái thử thách dành cho Ngô Đình này ngay bây giờ. Đây là một thế binh có thể đánh biểu diễn và Nại có thể gửi đến khán giả một cái thế bi, một cái cú đánh mà nó hơi nghệ thuật một chút chăng. Xin mời Ngô Đình Nại. Khó thì cũng phải làm. Đây là một thế bi. Một cú nhồi thưa quý vị, một cú nhồi theo ban dài. Và tiếp tục tôi muốn gửi đến Nại một cái thế bi nữa. Để hôm nay thực sự sẽ là một ngày, một cái dịp Tết mà quý khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những cái cú đánh mà Ngô Đình Nại nhiều khả năng. Xin mời. Anh có thể chỉnh một góc. Không chỉnh nha quý, không chỉnh. Xin mời Ngô Đình Nại. Thưa quý vị, thật ra thì hôm nay nhóm phóng viên của Thường Báo Thanh Niên muốn dành ít phút để thăm hỏi cũng như là giao lưu với Ngô Đình Nại sau khi anh đã có một năm 2019 rất là thành công. Rõ ràng thì chúng ta ai cũng biết Ngô Đình Nại là một cái tên rất thành công ở nội dung bida carom, kể cả là một băng và ba băng. Trong năm 2019, Ngô Đình Nại đã có những thành tích như thế nào? Xin mời quý vị cùng xem bản thành tích ngay sau đây. 8 danh hiệu vô địch quốc gia carom một băng, ba băng. 1 huy chương vàng SEA Games 30 carom một băng. 3 danh hiệu vô địch châu Á carom một băng. Á quân hạng 3 World Cup carom 3 băng. Vô địch cùng team châu Á Continental Cup 2019. Dấu ấn mà lớn nhất năm 2019 là tại SEA Games 30 ở Philippines là tôi đoạt huy chương vàng khi là lần đầu tiên tôi tham dự. Thành công trong năm 2019, vậy những mục tiêu trong năm mới của Ngô Đình Nại là như thế nào? Nói chung năm nay là tôi phải tập luyện sao cho phong độ nó ổn định, và mục tiêu của tôi là vô địch một cái World Cup trong năm 2020. Vô địch một giải đấu World Cup, đó là mục tiêu mà trước đây Ngô Đình Nại suýt tí nữa đã làm được. Chỉ có điều anh không may mắn trước người đồng đội Trần Quyết Chiến. Và 2020 sẽ là một năm mới cho Ngô Đình Nại hiện thực hóa giấc mơ của mình. Thưa quý vị, tôi đến cái bộ môn bida này là cơ duyên, là mình học từ năng khiếu của bóng đá thành phố và của trường đại học dục Trung ương 2, và sau đó là đi thi đấu cho Cảng Sài Gòn. Cái cơ duyên đó nó đến trong các trường đại học Hồng Bàng. Tôi đi chơi với bạn bè và giải trí với cái môn bida này, và sau đó là cái cơ duyên của bóng đá là dần theo thời gian và tôi chuyển hướng qua bên bida. Lối đánh sáng tạo pha vào đó là chất nghệ sĩ trong từng đường cờ đã giúp anh nhiều lần giành vinh quang ở giải vô địch quốc gia, giải châu Á và cả giải thế giới. Năm 2019 vừa qua, anh lần đầu tiên có tấm huy chương vàng SEA Games sau nhiều lần lỡ hạn. Trở lại với câu chuyện mà thách đố những cái đường cơ, đặc biệt là nội dung carom ba băng, một bộ môn rất là đẹp mắt, thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục thách đố với Ngô Đình Nại và tôi sẽ xếp một thế bi. Anh có thể thực hiện theo cái yêu cầu của người dẫn chương trình, có được không? Ok. Và đây sẽ là một cái thế bi thưa quý vị. Với những ai tham gia bộ môn carom ba băng thì rất có thể là sẽ thực hiện một cái cú đánh 1, 2, 3, 4, 5 băng về. Nhưng tôi muốn vẽ luôn một cái đường dành cho Ngô Đình Nại. Một cú trô bi băng dài, chạm ngắn và trở lại băng dài. Nó rất khó. Dĩ nhiên là rất khó. Nó khó đối với những người mới tham gia.
Nhưng với một cơ thủ đẳng cấp thì như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi một cú đánh này. Ok. Chúc mừng. Bây giờ tôi thách đấu bạn một thế viên rất là đơn giản. Không biết bạn có sẵn sàng? Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng tham gia. Ok. Và dĩ nhiên là tôi là một tay cơ phong trào, thậm chí là không biết đánh luôn. Okay. Hãy cho một cái thế bi đơn giản thôi. Nếu như tôi đánh được một cái thế bi đơn giản thì coi như là hòa 1-1 đúng không? Okay. Xin mời. Rất khó thưa quý vị. Rất khó thưa quý vị, nhưng mà thực chất là để có được một cái kỹ năng xử lý những cái đường cơ, những cái kỹ năng thật sự chuẩn xác trong nội dung Bia Carom thì như chúng ta cũng thấy được là Nại cũng đã tập luyện và có một cái thời gian khui rèn rất nhiều. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi sẽ được nói lời chào tạm biệt trong chương trình gặp gỡ và giao lưu cùng với Ngô Đình Nại. Và trước khi chia tay thì tôi muốn Ngạn Nại sẽ gửi những cái lời chúc đến quý vị khán giả của truyền hình báo Thanh Niên trong dịp Xuân Canh Tí 2020 này. Năm mới Nại xin chúc các khán giả và người hâm mộ và báo Thanh Niên năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin cảm ơn Nại rất nhiều về việc tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.